Với những chia sẻ của các sao Việt, Thảo My hy vọng rằng quý khán giả sẽ có cho mình những gợi ý thời trang thật hữu dụng. Ngay bây giờ, Thảo My xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với hậu trường sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ ST với ca khúc Tình Yêu Tuyệt Vời. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu chặng đường solo của ST sau thời gian dài gắn bó với nhóm 3 sao 5. Hãy xem Nam Vương Bước Nhảy Hoàng Vũ sẽ chia sẻ gì về sản phẩm âm nhạc lần này của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì ST đang đứng tại địa điểm quay của MV mới nhất của ST. MV có tên là Perfect Love. Thì hiện tại thì ST đang cảm giác rất là hào hứng bởi vì đây là những cảnh quay đầu tiên của MV này. Và đây cũng là sản phẩm đầu tiên mà ST ra mắt đối với tất cả mọi người. Thì MV này được một ekip rất là trẻ cũng như là VA phối hợp thực hiện với nhau. Và với sản xuất của MV là một bạn rất là trẻ tên là Aidens của ST319, cũng với bài hát này của một bạn mới thi The Remix xong là Remastic. Và đạo diễn của MV này cũng là một bạn khá trẻ là La Dung. Mở ra mặt con này từ sốc chuyển sang rất là hứng thú. Cái này phản ứng của Lisa rất là đặc biệt. Rồi quay mày chơi anh. Rồi nói chơi ơi. Bà cười không nhìn răm bà răm thỏ chứ mà còn thực ra thì nghe cái tựa bài hát thì mọi người cũng có thể hiểu được rằng là MV này sẽ nói về một tình yêu. Tuy nhiên cái tình yêu này nó hơi khác biệt một chút xíu, và ST muốn truyền đạt tới mọi người là dù như thế nào, dù ở một bất cứ một hoàn cảnh nào thì tình yêu vẫn là cái thứ rất là đẹp trong cuộc sống, dù bạn là ai hay là làm bất cứ thứ gì. Nói chung là vậy đó. Mỗi nghệ sĩ đưa ra một sản phẩm đều hy vọng rằng là được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Tuy nhiên là mình cũng cần có những nỗ lực và sự cố gắng riêng. Thì ST và ekip đang cố gắng thực hiện một cái MV cũng như là một cái MV đầu tay của ST, cho nên ST đang cảm thấy là hơi lo lắng. Tuy nhiên là ST cũng đang cố gắng hết mình để đưa ra một sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Đối với bạn lead ST319 thì là một gương mặt rất là mới. Và bạn này thì có một điểm đặc biệt là chưa bao giờ đóng MV cho bất kỳ nghệ sĩ nào, cho nên là đây là một cái điều mà ST rất là thấy cảm thấy rất là thú vị, bởi vì Lit đã đồng ý đóng MV của ST. Là một người có một gương mặt rất là xinh, cái kỹ năng của cô nàng này, ST nghĩ rằng là sau này Lit sẽ là một người nghệ sĩ thành công. ST đã chuyển qua bối cảnh thứ hai rồi, và bối cảnh này là trong một quán bar. Cái cảnh mà mọi người đang quay là một cảnh ST và một nhóm băng cướp của mình đi cướp tiền. Bây giờ đang quay một cái cảnh rất là khó với rất là nhiều người và cả những bạn diễn viên quần chúng nữa. Thì hy vọng rằng cảnh quay hôm nay sẽ suôn sẻ để sẽ có những cảnh quay đẹp nhất cho mọi người. Các thành viên trong nhóm 365 cũng như là công ty VA, tất cả mọi người thì hiện qua sản phẩm và như thế thì thấy ST là miêu tả ST là một anh chàng thư sinh cũng như là một anh chàng em út và nhút nhát, rồi kiểu tình yêu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà
ST muốn cho mọi người thấy một khía cạnh khác của ST, một con người ở bên trong của ST hơi một tí xíu nổi loạn. Và hy vọng rằng là cái MV này nó sẽ đánh dấu một cột mốc mới của ST khi mà ra solo. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ ST và cảm ơn đã theo dõi chúng tôi nha. Bye bye. Chương trình Showbiz 101 tuần này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị khán giả cũng đừng quên tương tác với chương trình theo những cách thức quen thuộc nhé. Và đừng quên theo dõi chương trình Showbiz 101 được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 View TV. Còn bây giờ, Thảo My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.